Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Các bác nhìn gà với lại ngan nhà Hoàng Hiền. Mấy con ngan to siêu sạch luôn. To. Đấy. An toàn ốc bươu vàng với lại thóc. Thóc luộc bung. Ăn khỏe lắm. Hoàng Hiền thì đang ở nhà. Hôm nay nhà Hoàng Hiền lấy phường. Đấy. Tí thịt ngan, thịt chó. Đó. Ngan này thịt bớt rồi nhá. Nó nhiều lắm, thịt nhiều rồi. Đây là một chuồng nhá, một chuồng nữa đằng sau nữa. Gà độ hơn 40 con đằng sau nữa. Chào các bác. Em chào các bác chị cho anh chào vận ạ. À. Hai anh đang ở đâu ấy? Anh ở dưới Hoàng Hiền. À. Anh chỗ. Anh cũng đang ở nhà những nhà ở. À. Hôm nay hai ông này không hẹn nhau nhá. Mà lại mặc cái áo quả áo giống nhau. Đầu phục. Đấy là anh Đông về thay áo tí. Đấy, quả áo rất đẹp đây rồi. Đấy, anh Đông này từ xuống sau là cũng quả áo giống nhau. Đóng cúc vào, đóng cúc vào. Nếu mà độ mà béo thì khả năng anh Đông tí hon sau này béo hơn anh Đông tí hon trước ấy. Mặt tròn tròn hơn. Rồi trắng trẻo hơn nhiều đấy. Chúng em vui không? Vui ạ. À. Vui như này kia đi. Vui như thế nào? Đi vào anh chán. Hát bài đi. Đó vui à. Hôm nay hát đi. Em mời cho bác nghe cho chị uống nước nha. Uống nước anh Đông uống nước xong rồi làm bài. Tình cảm lãng mạn. Bài gì cũng nhận. Hả? Ai hát bài gì cả. Bài gì cũng được. Vì anh. Bài gì tặng các bác. Ngưng đông ngưng ngưng cây. Hả? Vỗ tay đi, vỗ tay đi. Anh khỏe lại. Bà ơi bà yêu yêu bà lắm, ông cấp bà và tân mây, ông cùng đời bà, ông biết bà mẹ, bà mẹ ở nhà mấy cày. Được, ok. Anh Đông, đi rồi hoa sim, đi rồi hoa sim. Em mời chặng cho bác, con chị chặng cho bác vừa bà. Đồ hoa chim mà đồ hoa chim chiều hoang vào chiên vào chiên ngày xưa đồ hoa chim đây chiều hoang chiên con mời các bác cho chị em hát con hát xong rồi đã xong rồi nhanh chưa hát lấy chồng sớm làm gì đấy em đặt cho bác một bài nữa. Để dù buồn nghe mình mang mình mang cháu đi trả nàng để chẳng thương gần em ngươm vàng đôi này chân đắng rồi tập biết lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Ông lấy chồng sớm chắc là hai ông là bảo là lấy chồng muộn để đợi bọn ông đúng không? Đúng không? Vợ anh Đông tí hon mới là 4-5 tuổi đợi anh 4-5 tuổi đúng không? Vợ anh đợi anh và anh bao nhiêu tuổi? Hả? 76 nhưng mà lúc cấy lấy anh là bao nhiêu tuổi? Biết không? Không biết à? Hả? Không hỏi vợ ông Đông này là lúc lấy ông ấy cơ mà nó bao nhiêu tuổi mà cái đó phải cầm bạn đám đứng người đứng ngươi làm gì cái hồng nó lớp 7 ấy lớp 7 có ngay mất người nó mười mấy tuổi rồi lớp 7 có ngay có người 2
Thế thì ít ra nó cũng phải... Vợ lúc này bao tuổi? Hả? Vợ anh bao tuổi năm nay? Năm nay đúng đâu? Ờ. Thế nó tầm ba mấy? Ngoài cũng ngoài 30. Đấy. Ừ. Đợi chờ, không lấy chồng sớm. Đợi hai ông mới lấy đúng không? Hai ông. Hai ông mới độc phục yên cổ cho Hoàng Hiền. Đấy. Ờ. Quánh cả rồi. Anh là nhìn béo hơn trước rất nhiều đấy. Ờ. Không bắt đầu gặp anh khác hoàn toàn. Nay da trắng hơn, người béo hơn. Đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn gì đó. Mở râu kia lồm xồm á. Ờ. Đông như con này quát slide. Đợt ông này đi mem béo ô kịch luôn. Bây giờ quát slide rồi. Đó. Hơi to. Sút ngay à? Ừ. Sọc vườn đấy. Sọc vườn à? Ừ. Phải ngoan thì mới béo được. Hư là gầy như bọ. Ngoan. Cho ở nhà là gầy như bọ này. Ngoan đông cứu mà thì béo. À. Ngoan ngoãn. Tí bánh chén, thịt ngan, thịt chó. Nhiều món nữa. Rực rỡ luôn. Đấy, cái ngày cái Hoàng Hiền cái quán nhiều quán á. Anh Đông có xuống nhà là mấy nhỉ? Anh nhớ là ngày lần 2. Lần 2 à? Còn ông Đông đi hoan kia thì xuống nhiều à? Đông đi hoan cái nhà cái gì? À, nước chè uống nhiều à? Đông đi hoan. Hai Đông đi hoan được nhỉ? À, hai Đông đi hoan. Hai Đông đi hoan. Quái, Đồng Tiêu Hoan được cho đi chơi sướng. À. Em là bỏ qua lỗi lầm cho anh rồi đấy. Hả? Em ấy. Ừ. Là bỏ qua lỗi lầm cho anh rồi. Ừ. Nhưng mà anh giờ phải ngoan. Ừ. Được chưa? Ừ. Ngoan và chịu khó làm ăn. Ừ. Nhà cửa sạch sẽ. Ừ. Thì là mới yêu quý. Ừ. Được chưa? Ừ. Chứ sáng lại đánh răng chưa? Đánh rồi thì ngon nghẻ rồi thì. À. Thế thì được. Ông Mười và chú Lợi đang thui chó. Tiếp thêm rơm. Đây, quà là chúng mày cần không? À. Hai chuyên gia Thanh. Con chó con ba, con chó con ba mày khỏe. Ừ. Không biết để cho nó khô. Đấy. Ai nhờ, bảo mát đấy nhờ. Để vào tay nhá. Ừ. Cứ bình tĩnh thôi. Có tay cái là hỏng hỏng hình đấy. Dạ. À. Đây một nửa. À, ok. À. Hai diễn viên điện ảnh. Chuyên hai ông Đông này là có cỗ là chuyên bên món rau rau rẳng à. Làm ngon. Anh Đông đi con mới có làm được lòng ấy không? Hả? À? Biết làm không? Biết làm lòng à? Ông này biết làm không? Không biết làm à? À. Wow. Chuyển ca cho anh Đông đi con mới anh Băm này. À. Gà kìa, ngan gà kìa. Mấy chục con đằng sau nữa kìa. 40 con đằng sau kìa. Nhìn hoa mắt luôn. Chăn mình mạnh đi. Thịt tiệt bô luôn. Không nói hết. Được đấy. Sao? Ớt không thiếu. Đầy cây đi. Đấy, thấy chưa? Nhớ chưa? Ngắt tẹt ga đây. Đó, mấy cây ngoài kia nữa kìa. Đó. Ba đây. Ớt này nó không cay mấy đâu.
chúng ta. Thế thì còn nhiều. Nhưng mà kệ tí mấy ông làm. Anh dã cay đét vào ai ăn được. Chết. Có người ăn được cay, người không ăn được ấy. Tụi trẻ con nó không ăn được. Được rồi, thế ổn đấy. Nó thế. Đấy. Ôi, đừng. Bỏ ra đã. Tí nữa, cái đấy là riêng ngoài. Đấy. Đầu non đấy, nhờ. Non tuyệt vời đấy. Hai diễn viên điện tử. Hai đồng tí hon. Vừa hát xong à? Hai diễn viên điện ảnh. Chó hấp, rượu mận. Tí nữa. Cho nhỏ nữa đây. Cho nhỏ nữa. Hai ông này băm rau mà ông nào cũng băm được. Nhưng anh Đông cũ này ngồi ngon hơn anh này. Anh Đông này anh ngồi, anh phải ngồi ghế, không ngồi ngồi xổm như anh Đông này được. Hoa hồng nhà Hoàng Hiền nhiều. Nhưng mà dạo này bận nhiều, không chăm sóc được mấy. Trước là chăm nhiều, bây giờ bận. À, hai anh em múa phụ họa nhá. Múa phụ họa nhá. À, em yêu trường em. 2, 3. Múa nhanh đông này. Dương yêu quê hương xuất sắc, đến trường cho muôn bạn yêu thương. Nào bạn nào thế, nào sách, nào vở, nào mực, nào bút, nào phấn, nào bảng. Yeah, vỗ tay. Rồi, hát nữa không Giang? Hát bài gì con? Con hát bài Cháu lên ba. Cháu lên ba. À, được rồi. Xin mời các bác cùng thưởng thức bài Cháu lên ba nhá. Cháu lên ba. 2, 3. Vỗ tay. Hay quá. Hát bà ơi bà luôn đi. Cậu bắt nhịp nhá. Bà ơi bà. 2, 3. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu quên biết bà ngu. Vỗ tay. Hay quá. Hay quá. Hát nữa ông Giang. Hát bài gì con? Một con vịt xuyên ra hai cánh à? À ok. Một con vịt. 2, 3. Một con vịt xuyên ra hai cánh. Hát đi. Nó kêu rằng đấy, phải phù họa qua qua cái này. Vẫy cánh này, vẫy cánh nhông này, vẫy cánh đi. Vẫy cánh hai bên chứ. Đấy. Hay quá. Rồi, đã đến bữa các bác ơi. Mời các bác ăn cơm cùng Hoàng Hiền và gia đình nhá. Mời các bác.
À. Ok. Ok ok. Đâu đâu cơm đấy, không thì ăn xôi. Ban kìa. Đủ đủ cho anh em đũa chưa? Đúng. Mấy đồng gói chưa? Rồi chén đi. Rồi dùng 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 đây. Ok ok. Ok, quá nhỉ. Anh chán. Có làm tí không? Không à? À, anh Đông có không? Không à? Ờ à, thế thôi. Thế cho anh chén đi nhá. Ăn tự nhiên đi. Rồi bác ạ. Miếng gan. Đấy. Đường. Đường đỏ ao. Wow. Đó. Đó. Đồ có đá này, có ba đá đâu à? Ở đây các bạn đấy. Chào đấy. Rồi các bạn ơi. Nam ta này. Đấy. À. Các bác dùng này. Ừ. Đấy, được dẫn chưa? À, rất tỉnh luôn. Đấy. Tuyệt vời. Ngon đấy. Ngon đấy. Con trái. À. Rồi à. Em ăn rồi nhá. Ngon. Cái miếng du à. Đấy. Nhất tỉnh. Hơi vướng đúng không? Rồi. Em nhất tỉnh. Ngon. Măng. Măng nấu tuyệt vời. Ngọt lắm. Ngọt thử lắm. Ngon này không ạ? Ngon này đấy. Rồi chó lắm. Năm gần nói nhưng mà thì đó là gì? Con năm còn gần nữa. Nhìn xong rồi. Đấy. Gặp dễ. Ngon. Ngon. Được rồi. Năm bát cơm. Năm bát. Ờ. Anh Đông Dion vừa chạy về qua nhà. Đấy. Chắc là vợ gọi chạy về qua nhà mặc áo đẹp. Sáng nay là hai ông quánh đồng phục ấy. Mặc đồng phục giống nhau. Không hẹn mà mặc. Đấy, chó à. Hợp các bạn hợp. Tuyệt vời. Đấy. Hôm nay uy tín. Đóng cơm nhá.
Béo vậy nhờ. Chó nhá, gắp chó rượu mận nhá. Ăn kèm vô. Cái bật bật năm bật lia cho vào đấy. Rồi bật luôn, bật luôn. Cái đó, bật vào. Măng còn nhiều mà bố. Hả? Đấy có măng còn nhiều mà. Anh ăn gì? Ăn gì găm? Đấy. Anh ăn gì? Chả lẽ? Ăn tự nhiên trong lòng viên đá, trong lòng viên đá. Ở nằm dưới mà. Anh nhá. Ăn món nào không? Đợt bán này có anh đâu? Hả? Đợt bán này. Chán mạng nhá. Đi uống nước à? Ăn no này, ăn thoải mái này. Chén no này, anh chờ. Hai đồng đi ăn quánh mạnh nhá. Ăn thử nghe này. Ăn đi. Ngon không, ăn bộ không? Ăn từ tôm ấy. Ăn từ tôm ngon lắm. Có tép xong ấy. À. Tự làm tép xong ấy. Ngon tuyệt vời luôn. Nuốt lưỡi. À. Đây. Ăn đi con. Ngồi vào. Ăn đi gấp. À, mình làm mất công cháu. Anh đang ăn xôi kìa. Ăn xôi ấy, đợi lấy cơm. Tôi chỉ ăn cơm à? Nam ơi, sẵn cho thằng Thành cái xôi nào. Để còn vỡ bát, anh không cầm bát nào.
Hai ngước mà. Rồi ăn thẳng đâu. Rồi. Ngon đấy. Ngon. Tuyệt vời. Đây, món này hấp dẫn đấy. Nước tỉnh đấy. Măng ngon. Chén bằng măng mát rồi. Bà đây trả thuốc thì bà trả thuốc. Ăn cơm nữa bà. Ừ, bà. Bà đây đấy tiền em đâu mày? Nó đỡ cơm. Rồi, bảo Hiền cũng kết thúc cái video này đây nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin kính chúc các bác cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công các bác nhé. Xin chào các bác. Ăn no nhá, chén mạnh tự nhiên nhá.